Xin chào tất cả bà con cô bác đã trở lại kênh mùa giống của Chi của em nha. Nói chung là sau một thời gian cũng cả năm người em mới làm lại bò nuôi nha. Thì hôm nay tiếp tục em lên hai con bò được 3B. Con đực thì chắc bò này mét mười mấy nha, bò này cũng lỡ bò rồi nha. Bò này thì 7 tháng nha, chăm sóc hai con phải chơi luôn ha. Thì con bò nhỏ này chiều cao giữa lưng á là 1m07, chiều cao ngay xương khu đê á, xương khu đất á là 1m12 nha. Còn bò được lỡ là 1m, chiều cao giữa lưng là 1m12, chiều cao ngay khu đê là 1m19 nha. Bò nhỏ này thì nó chạy 200-201 kg nha cô bé anh chị. Còn bò lớn thì nó nằm khoảng 23 thôi nha. Bò này thì nó chạy 201, bò kia 203 ha. 200-201 ha. Còn bò này thì nó tầm 203. Mặt này ha. Xương sóc thì hai bò là hỏi chơi ha. Bò nuôi là lựa dàn xương mà cô bé anh chị mình hỏi chơi luôn nha. Rồi. Bò này dai cũng ngon hết nha. Bò bung ra hết nha. Nói chung là bò nuôi là phải lựa dàn xương sóc cho nó dữ dằn rồi nè. Nuôi xa nó mới có bò như các bé anh chị. Thì hai bò này em bán giá là 40.500 nha. 40.500 nha các bé anh chị. 40.500 là em bao vận chuyển cho các bé anh chị luôn nha. Bao vận chuyển cho các bé anh chị. Nói chung là từ 200 cây số lại em sẽ bao vận chuyển nha. Thì có gì em sẽ ghép xe đi luôn cho bé chị mình nha. Đó. Thì cái giá em báo tên đây là cái giá mà tới chủ của bé chị mình luôn ha. Hai bò đẹp kỳ ha. Nói chung là bò rất là ok. Bò ok dữ lắm. Dạ. Bò cái gì hả? Thôi lên bắt đủ làm à. Lên bắt gì đủ làm mà chứ em không bắt nhiều nữa đâu. Dài hết xuống biết nè. Dài mông rồi nổ nha. Dài mông rồi nổ hết rồi cho bé anh chị. Đây nè. Em sẽ nhắc lại chiều cao nha. Nhưng là ngoài là cao giữa, giữa sáng là 1m07, giữa ngay đùi là 1m12. Con bò này cao là giữa sái là 1m12. Thì cô bé anh chị có xem kỹ thì điện thoại cho em nha. Số điện thoại để tiến hành ha. Ok, cảm ơn cô bé anh chị đã theo dõi video của em nha.